Team Châu Phi và Thủy Tiên lên đường làm dự án khủng, Quang Linh bất ngờ xuất hiện. Các thành viên trong Team Châu Phi cùng Hoa hậu Thủy Tiên mới đây đã bắt đầu chuyến hành trình điểm trường yêu thương, xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao Việt Nam. Đáng nói, Quang Linh Vlog từ Angola cũng bất ngờ xuất hiện cùng mọi người. Sau thời gian chuẩn bị, mới đây, Hoa hậu Thủy Tiên cùng Team Châu Phi đã khởi hành chuyến đi khảo trong dự án Điểm trường yêu thương. Được biết, đây là dự án xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao mà Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 cùng Team Châu Phi đã ấp ủ thời gian qua. Điểm đến đầu tiên của nhóm là tiểu học Xéo Hồ, xã biên giới Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog đăng tải hình ảnh của Thủy Tiên cùng anh Tiến Nguyễn, Linh Philip. Nam YouTuber viết, hành trình điểm trường yêu thương tại xã biên giới Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang chính thức khởi hành. Được biết, Quang Linh trước đó đã lên kế hoạch cùng Thủy Tiên đồng hành trong chuyến từ thiện này. Tuy nhiên, vì chưa thể về Việt Nam nên chỉ các thành viên còn lại trong team thay Quang Linh thực hiện. Thế nhưng, không điều gì làm khó được cộng đồng đẩy thuyền Thủy Tiên Quang Linh, không cần phải về Việt Nam và dù đang ở tận Angola, nhưng bên dưới bình luận vẫn ngập tràn loạt ảnh Quang Linh hào hứng tạo dáng bên cạnh Thủy Tiên được khán giả chính tay tạo ra. Nhiều fan tiếc nuối khi Quang Linh không thể đồng hành cùng Thủy Tiên trong chuyến hành trình này. Được biết, số tiền để xây dựng trường học này do Thủy Tiên và Quang Linh Vlog gây quỹ được từ những buổi livestream của cả hai thời gian qua. Trước đó, cả hai gây sốt khi cùng nhau đồng hành trong hành trình thiện nguyện tại châu Phi. Năng hậu dành tặng những giếng nước sạch cho hơn 300 hộ dân ở bản Zamba. Đồng hành cùng Quang Linh Vlog, Thủy Tiên đã nhận được sự chào đón vô cùng nồng hậu từ bà con nơi đây. Việc làm ý nghĩa lần này của Thủy Tiên Quang Linh tiếp tục một lần được khán giả khen ngợi hết lời. Bằng những hành động ý nghĩa của mình, Thủy Tiên đang chứng minh cho công chúng thấy Hoa hậu Hòa bình quốc tế không đơn giản là một danh xưng. Với Thủy Tiên, việc được làm Hoa hậu đã giúp cô trải nghiệm, học hỏi được nhiều điều mới. Về phía Quang Linh, trước đó Quang Linh cho biết sẽ không kịp về Việt Nam ăn Tết vì có nhiều dự án công việc chưa hoàn thành. Thay vào đó, các anh em khác trong team sẽ về trước. Chàng trai xứ Nghệ tiết lộ thêm rằng sau khi lôi con hoàn thành xong giấy tờ, anh sẽ cùng cậu nhóc về Việt Nam trong dịp hè sắp tới. Sau đó từ Việt Nam, anh sẽ tiếp tục bay qua Pháp để công tác. Thời gian qua, cuộc sống cũng như công việc kinh doanh của Quang Linh Vlog tại châu Phi nhận được sự theo dõi lớn của mọi người. Tại miền quê nghèo ở Angola, Quang Linh cùng những cộng sự của mình đã có những hoạt động từ thiện ý nghĩa như hỗ trợ người dân xây nhà, sửa trường học, phát gạo, dầu ăn miễn phí, đào giếng khoan để cung cấp nước sạch, mở rộng hệ thống tưới tiêu, hướng dẫn người dân cách làm nông sao cho hiệu quả, dạy người dân cách làm đá sạch. Nghĩa cử cao đẹp của anh nhận được nhiều tình cảm của công chúng, đặc biệt là người dân Angola. Sau bên cạnh đó, cũng không có ít thắc mắc với Quang Linh rằng tại sao lại giúp châu Phi trong khi Việt Nam cũng nghèo đói. Tuy nhiên được biết, Quang Linh vẫn rất thường xuyên làm từ thiện tại Việt Nam. Mới đây, dù không thể về quê ăn Tết như dự kiến, thế nhưng Quang Linh và team của mình vẫn có hành động ý nghĩa tại quê nhà. Theo đó, anh Tiến Nguyễn đã đại diện team châu Phi đến trao quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Quang Linh cho biết, thời gian tới, team của anh sẽ còn tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa khác cho cộng đồng trong và ngoài nước. Hành động của team châu Phi như một lời đáp trả cho những ý kiến trước đó cho rằng Việt Nam còn nhiều nơi nghèo khó nhưng không đến giúp của cộng đồng mạng. Trước đó, chàng YouTuber Đình Đám cũng từng một lần lên tiếng về vấn đề này. Theo quan điểm của Quang Linh, không quan trọng phải ở đâu, chỉ cần nơi nào khó khăn thì sẽ giúp đỡ. Anh cũng khuyên mọi người sống không nên so sánh, ganh tị mà hãy cùng giúp đỡ nhau đi lên.